Tử vi về ngày 10 tháng 12 âm lịch Canh Ngọ. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 10 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt, con giáp nào đen đủi, xui xẻo đủ đường, công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 10 tháng 12 âm lịch. Ngày 10 tháng 12 âm lịch hay còn gọi là 10 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 22 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Canh Ngọ, nạp âm là lộ bàn thổ, tức đất ven đường. Do Ngọ và Tý chính xung, canh dương kim khắc giáp dương mộc, bình dương hỏa khắc canh dương kim, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Bính Tý sinh năm 1996 và Giáp Tý sinh năm 1984. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 10 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp canh dương kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nên gia chủ tuổi Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Tuổi Tý trong năm còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về các vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy tầng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày xuất hiện sao Hàm Trì chiều tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Sửu. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Cộng thêm các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngoài ra vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp canh dương kim là thất sát, thiên quan. Trong ngày, các gia chủ tuổi Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Ngày Canh Ngọ, tuổi Dần có các thần Thái Cực và Tướng Tinh đóng mệnh, là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, ngày tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân,
tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thìn nên hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày này có các tinh là quốc ấn, đây là các tinh chủ về tài lộc, nên những gia chủ tuổi Thìn nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày xuất hiện sau hàm chỉ chiều tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tỵ. Cho nên những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tý, thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải, hung họa, chiêu quý nhân, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp canh dương kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày cũng có các tinh phúc tinh, tướng tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Ngọ, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng bạn vẫn cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, trong năm canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mùi, trong ngày cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn có các thần thiên ất quý nhân đồng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm canh Tý 2020, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp canh dương kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó, trong ngày còn có các tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Đặc biệt, bước sang năm 2020, thái tuế Tý, thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc độ tuổi thân, tí, thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày xuất hiện sau hàm chỉ chiều tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Dậu. Với những người độc thân, nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa kia. Ngoài ra, bạn cần chú ý ngày này có hung tinh kình dương, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên gia chủ tuổi Dậu trong ngày cần tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật, tuyệt đối tránh xa những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ.
đồng thời không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai cả. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020 do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tí Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày các gia chủ tuổi Tuất nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Ngày này có các thần Kim Dư, Tướng Tinh, Chiếu Mệnh là các tinh phú quý, trong ngày sẽ xuất hiện tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Tuất. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là chín ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Hợi. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt. Tất yếu, bản mệnh sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi ở phía trước. Trong ngày còn có hai cát tinh Văn Xương, Quý Nhân và Thái Cực Chiếu Mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiện ấn tinh, thiện ấn chủ về áp lực, phiền não, có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kết tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi, thuận lợi hơn cho ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 10 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!